anh của tôi gần cảnh sát. Dạ. Anh có lời hả? Cô kia đứng lại. Cô kia, cô đã bị bắt. Hả? Anh cảnh sát, tôi đâu có làm gì đâu mà bị bắt. Bánh cam bánh còng vừa nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây. Ai mua mua mà vô mà vô. Anh không muốn cam ăn nè anh ơi. Chị muốn cam ăn nè chị, có 2.000 cái hả? Rồi, đây 2.000. Rồi ta. Rồi, này 4.000 mà không có 2 cái đi. Tôi nói là cho cá cái đó để dành ăn. Nha. Rồi con ăn cái này nha. Cái nào? Cái này nha. Rồi để cô lấy cái này gói cho con nữa nha. Cô cho con gỡ cái đó đó đi. Con ăn cái này xong con ăn cái đó. Rồi con ăn cái đó đi. Cô để đây. Bánh cam đây, bánh cam đây. Mà vô. Bánh cam con bánh bán ngon quá. Cam này nhà cô bán ba đời rồi đó con, bởi vậy có bí quyết con làm cho bánh cam nó ngon á. Và bữa nữa con ghé ủng hộ cô nữa nha. Dạ, mai mốt con mỗi đồng nghiệp lại ủng hộ cô. Thôi con ăn hết rồi, cô gói cái đó về cho con đi. Cô sẽ gói cái bánh này cho con đi đem về nha. Dạ. Rồi đây, của con đây. Mốt ghé cô nữa nha con. Dạ. Rồi bye bye con. Để gặp lại con nữa nha. Ăn đó bụng quá. À, ở đằng kia có cô bán bánh cam ngon quá. Thôi, mình lại mình mua ăn mới được. Con lại mua bánh cam ăn nè con, bánh cam ngon lắm con. Ăn phụ cô đi, đặng cô về chưa nắng rồi. Bánh cam đường trắng bao nhiêu vậy cô? 2.000 cái thôi. Vậy bánh này? Đó cũng 2.000, mà bánh còng cũng 2.000. Con muốn ăn cái nào cô bán cho con? Con muốn ăn bánh còng. Bánh còng phải không? Đây. Cảm ơn cô. Bánh cam ngon quá cô ơi. Hồi nãy có anh cảnh sát lại mua bánh cam của cô ăn cũng khen ngon nữa đó con. Dạ. Rồi bữa con ăn ngon mốt lại ủng hộ cô nữa nha. Dạ. Rồi con ăn nữa không? Cô lấy cho nó ăn. Ăn nữa. Ăn cái nào? Con ăn cái này. Cái này nha. Dạ, đây chú con. Dạ, con cảm ơn cô. Con không rồi. Cô lấy cho con cái đường trắng đi cô. Dạ, con thử thích đường trắng thôi cho con biết ba loại luôn ha. Dạ. Rồi. Rồi, con ăn con có mua tính mua đem về không con? Dạ có. Lấy cho con 3 cái mỗi loại cái nha cô. Mỗi loại một cái ha. 3 cái cho con nữa đây. Nãy giờ ăn 3 cái với 3 cái này nữa là 12 ngàn nha con. Chết, quên đem tiền rồi sao đây ta? Cô hết mà mũ đựng rồi. Ê, con ngồi đây ăn coi giùm cô cái mâm bánh cam này nha. Cô dạ. Mua ba mũ rồi cô chạy ra liền nha con. Chết rồi. Mình không có đem tiền, chắc cô bắt mình đem lên cảnh sát quá. Thôi mình đi. No. Ủa, con bé nào mua bánh cam của mình nó mất tiêu rồi. Trời ơi, nó quệt 6 cái bánh cam của mình rồi, 12.000 của mình. Sáng giờ mình bán đâu được bao nhiêu đâu mà lỗ vốn mình rồi. Thôi mình phải nói anh cảnh sát bắt bé đó lại dạy cho nó bài học mới được. Xã hội này tốt quá, không có trộm cắp nữa. Cam này, bánh cam này à, anh cảnh sát này. Mình phải báo với anh cảnh sát cái chuyện hồi sáng cô bé mới được. Chào anh cảnh sát, tôi có chuyện này báo cáo anh cảnh sát nè. Chuyện gì vậy cô? Hồi sáng này có cô bé kia ăn bánh cam của tôi rồi bỏ chạy ra mất tiêu luôn á. Sáng giờ tôi bán đâu có đủ vốn đâu. Nhờ anh cảnh sát bắt ra cô ấy lại giùm tôi nha. Dạ, để tôi tìm cô bé đó lại cho cô. Rồi anh cảnh sát đi theo tôi đi. Hả, thấy tôi thấy cô bé nó đi đường đó. Hồi sáng này á mình á không chạy á là cô đó bắt mình ở lại rồi kêu cảnh sát bắt mình quá. Kìa cô bé hồi sáng ăn cái bánh cam của tôi gần cảnh sát. Dạ. Đã kêu đó. Cô kia đứng lại. Cô kia, cô đã bị bắt. Hả, anh cảnh sát, tôi đâu có làm gì đâu mà bị bắt. Tại sao chị ăn bánh không trả tiền cho cô kia? Tại vì tôi không có tiền, tôi sợ bị bắt nên tôi mới chạy. Rồi để cho cô nói con nghe cái này nè. Cô nói con nghe nè. Mai mốt con mà không có tiền mua bánh á thì con lại con nói với cái cô mà bán bánh á là con mua thiếu. Và bữa chừng nào con có tiền con đem lại trả cho cô ấy.
chứ con đừng có tập tánh mà lấy bánh của cô ấy rồi chạy luôn như vậy không tốt đâu. Con còn nhỏ mà tập tánh ăn cắp xấu xa vậy là không tốt đâu, sau này lớn lên xã hội không chấp nhận con đâu. Dạ cô, con nghe cô nói con hiểu rồi, mai mốt con không có làm gì vậy nữa, con xin lỗi cô. Cô thấy con cũng là một đứa bé ngoan đó, con có lỗi mà con biết nhận lỗi như vậy là con tốt rồi đó, là sao con không được làm như vậy nữa nha. Dạ. Lần này cô cho con mấy cái bánh cà đó luôn đó.